Xin chào cả nhà ha. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ cá đỏng nha. Cá đỏng này đã làm sạch ha. Giờ chỉ đánh vảy thôi các bạn. Hôm nay cá đỏng này mình sẽ làm muối xơ nha các bạn. Các bạn ha, xong nè. Rồi mình sẽ bỏ cho nó ráo nước nha. Rồi ok ha, cái này mình sẽ khứa các bạn. Rồi, nguyên liệu để mình đâm muối ớt các bạn. Tỏi nè, bột ngọt, muối ha, hai trái ớt sừng, ba trái ớt ớt đỏ nhỏ nha. Rồi ok, mình sẽ cho vào cái khối để mình đâm nha. Đây, rồi vào. Tỏi vào luôn. Mình sẽ sạch ra nha các bạn. Rồi. Sẽ cho thêm nước ngoài nha các bạn. Không mặn. Rồi, ok, chuẩn bị ướp cá thôi. Cho 2 muỗng về. Rồi. Cho mình miếng vô ăn nha các bạn. Có cái chảo chống dính chiên cá cũng đỡ ha. Rồi, cho cá vào nha các bạn. Thank you.
chảo chống chín này nó đỡ các bạn, chiên nó khỏe hơn ha, nhanh đó. Các bạn thấy cá mình nó đẹp hơn ha. Rồi sau khi chiên hai lứa thì mình sẽ thay cái dầu khác nha các bạn. Đây, mình sẽ thay cái dầu này ha. Chiên nói chung là thoải mái các bạn, nó không có bị dính ha, nói chung là rất là ngon, đỡ hơn cái ông chảo và chảo lúc trước các bạn, hay chiên chảo tròn tròn á, và bỏ muối bỏ này xử lý nhiều lắm, cái này thì thoải mái. Cá nó cũng ngon nữa ha. Đẹp như này. Rồi, ok nha các bạn. Như vậy là hoàn thành cái món cá đậm muối xì chiên nha. Đấy, đấy, ok nè. Rồi, đây ha. Rồi, tắt lửa nha. Rồi, xin chào bạn, bạn ở clip sau nhé các bạn. Rồi. Ok rồi. Đây, hoàn thành cái món này. Đấy.